Có lẽ là trong vài năm vừa qua, rất là nhiều thương hiệu tập trung vào cái gọi là làn sóng cà phê thứ tư, tức là cà phê specialty hay là loại nôm na gọi là cà phê siêu phẩm ấy. Trước đây anh cũng để ý thấy là Lạc Việt cũng nói rất là nhiều về specialty coffee, Arabica, nhưng mà gần đây thì lại thấy rằng là Lạc Việt đã trở nên gần gũi hơn. Thì cái sự chuyển hóa đấy nó diễn ra như thế nào trong khoảng thời gian khoảng 1 năm, 2 năm vừa qua? Cái specialty mọi người thường đa phần nghĩ đến cái việc là điểm số, đúng không? Tức là điểm mà trên 80 điểm theo thang điểm 100 thì cái cà phê này nó có thể là cái cà phê đặc sản. Nhưng mà mình quên mất một việc rằng là để từ cái việc thử nếm 80 điểm mà trở thành một cái ly cà phê mà nó 80 điểm thì nó còn là một cái chặng đường rất là dài. Và trong cái quá trình đường đi của nó đó thì có rất là nhiều những cái công sức đóng góp ở trong đấy để làm sao giữ nguyên cái giá trị của nó, đem đến nó đến cho mọi người. Thế đến giờ thời điểm này thì khi nhắc đến thương hiệu Lạc Việt, anh có muốn gắn với specialty hay với cà phê đặc sản? Lạc Việt thì vẫn dùng cái tiêu chuẩn cà phê đặc sản trong suốt cái quá trình kiểm soát chất lượng của mình từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà mình không có muốn quan điểm về cà phê đặc sản nó chi phối, mà mình muốn là các cái giá trị bên ngoài giá trị chất lượng nó được chuyển hóa, nó được kết hợp để làm sao những cái giá trị về địa phương, về văn hóa địa phương, về con người hay là về những cái giá trị về vùng đất, những cái giá trị trong cuộc sống nó được gắn kết và nó được chuyển hóa kết hợp với lại cái giá trị về mặt chất lượng thì nó sẽ đem đến một cái giải pháp về mặt sản phẩm nó vừa chất lượng nhưng mà nó vừa gần gũi, nó vừa thân thiện và nó vừa dễ tiếp nhận đối với mọi người.